Của mình video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tô màu sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Quy làm chi tiết tô màu nhé con. Ôi bảo nó. Ừ, xin chào các. Xin chào các mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn từ sổ hồng và vòng hôm nay của mình sẽ là mắc ngô. Vòng hôm nay của mình làm dây ngô. Các bạn hãy xem cái vòng của mình sẽ là lá ngô. Bây giờ mình bắt đầu nhé. Đúng rồi, con này này được rồi, con này được. Con này có tải lên đầu, cắm vào nhặt. Ok, con này không lên đâu. Ủa, hôm nay cô giá trị. Nó trật trật, có một mé nó bị trật trật anh. Cầm đôi lên tải. Không phải, đi nó không mé. Anh ơi, cầm anh này lên tải đây. Cái máy này là máy chuyên tải xong cái gì còn lại là bên trong này đúng không? Có một cái như này nhưng mà chỉ mới đây cái máy này rồi cho em lấy đầu vẫn ba máy thằng đấy nó quen mà quay thì lấy rồi đó máy nào anh ui nó bị làm gì dài tiếp phạm nó còn có gì vậy à nó bị làm gì cái này họ cũng không qua này cái này cũng qua này nếu họ cũng bị áo đâu. Đúng rồi, hôm nay con đừng cắt áo mà. Hôm nay con đừng cắt áo mà. Con mặc cái áo vào sau cái thấy cái này nó ngắn ngắn. Con lại đi đâu rồi đấy? Mình đắp sổ màu hồng, mình lên mình đắp sổ màu hồng nhá. Toàn mình đắp sổ màu hồng nhá. Đi đâu vậy? Không có được quay đâu. Hẹn đây. Không có được quay đâu. Lên cho em bảo nhanh không phải nữa đi nghe thì không nghe em bảo nó cứ mình đắp sổ màu hồng nhé mọi người còn đấy mình đắp sổ màu hồng nha. Múc vàng mời anh thêm lắm nha. Múc vàng với Quỳnh Anh nha. Quỳnh Anh múc vàng anh kia mua anh cầm một quả lấy đi khó lấy quá nhưng mà tại sao vậy ạ đừng bao giờ hỏi tại sao mọi người đang mình cần sổ màu xanh nhá mình sổ màu xanh nha mọi người mình cần sổ màu xanh nha. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tô màu sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Bật hết về đây này. Mình xin tô màu nhé con. Lại. Cái gì?
nhỉ? Cái gì? Em đang khóc hả con? Em đang khóc ạ? Xem ta. Con nói lên bảo ra bà ba. Xem ta. Thấy nó làm kiểu gì đấy? Kiên mua rồi đấy, kiên mua rồi đấy. Ôi, có cái đài này quen lắm, mình như làm dâu như thế. Vậy kỹ á. Đã tải đâu? Video sáng nay của chị thì chưa tải đâu. Máy này vẫn còn đây này. Rồi, thế thì đúng rồi. Đang rồi à? Đang rồi. Cái video này là từ hôm qua. À đúng rồi. Thì từ sáng nay chị ơi, qua nhà anh không ạ? Thế thì lại có cả tô màu này nữa chả biết. Đâu mày đưa ra đây tao xem nào. Của tao mà mày cứ phải nhận họ thế này. Đưa đây ra đây. Con rùa. Con rùa thì không phải của hôm nay. Hôm nay làm gì đã có con rùa. Không có anh. À, à của từng nó à. Đấy cái ảnh bố con tô đấy. Đâu? Bố con tô con này đấy. Hả? Ừ. Ông quậy không? Xém tả. Xém tả. Mọi người ơi, vòng của mình hoàn thành nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn, đây là vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc nha. Mọi người ơi, đây là vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc nhé. Hôm qua là chị cầm máy của chị Quỳnh trên tải như này. Xém tạ. Xém tạ. Ô mẹ bị táo thật thôi. Nếu đi thường con nẹo cũng phải luôn. Tôi mở xong các bạn.